Ở những phút còn lại của hiệp 2 sẽ là cực kỳ hấp dẫn và kịch tính. Đó sẽ tăng thêm sự hồi hộp của chúng ta khi mà rất nguy hiểm. Một pha dứt điểm quá cảm giác của cầu thủ mã số 6 Thành Vũ các bạn. Đường chuyền cũng là cực kỳ tuyệt vời. Đường chuyền dài vùng tuyến rất hay của Văn Hội dành cho Thành Vũ. Tỷ số đang là 7-4 rồi. Khoảng cách tiếp tục đã được nới rộng. Thành Huế đã chơi sân để nhường chỗ lại cho Chí Thiện.